Chọn tuổi sông đất sông nhà, đầu năm mới Quý Mão 2023 cho gia chủ Đinh Tị, người sinh năm 1977. Theo kinh nghiệm trong dân gian thì khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can địa chi ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can địa chi ngũ hành của năm 2023 cũng cần phải tương sinh với người đó. Và với các tuổi dưới đây là các tuổi phù hợp với gia chủ để mời đến sông đất sông nhà trong đầu năm mới. Thứ nhất là các tuổi sông đất tốt nhất với tuổi gia chủ Đinh Tị 1977 trong năm Quý Mão 2023. Về người tuổi Ất Mùi, người sinh năm 1955 là khá. Người tuổi Ất Sửu, người sinh năm 1985 là khá. Người tuổi Tân Sửu, người sinh năm 1961 là trung bình. Người tuổi Bính Tuất, người sinh năm 1946 là trung bình. Người tuổi Canh Tuất, người sinh năm 1970 là trung bình. Người tuổi Tân Mùi, người sinh năm 1991 là trung bình. Người tuổi Nhâm Thân, người sinh năm 1992 là trung bình. Người tuổi Kỷ Sửu, người sinh năm 1949 là trung bình. Người tuổi Đinh Hợi, người sinh năm 1947 là trung bình. Người tuổi Kỷ Dậu, người sinh năm 1969 là trung bình. Thứ hai là với các tuổi rất xấu và đại kỵ với tuổi Đinh Tị, người sinh năm 1977, tuyệt đối tránh mời sông nhà trong đầu năm mới Quý Mão 2023. Thứ nhất là người tuổi Bính Ngọ, người sinh năm 1966 là xấu. Người tuổi Giáp Thìn, người sinh năm 1964 là xấu. Người tuổi Quý Tỵ, người sinh năm 1953 là xấu. Người tuổi Mậu Ngọ, người sinh năm 1978 là xấu. Người tuổi Quý Hợi, người sinh năm 1983 là xấu. Người tuổi Mậu Tý, người sinh năm 1948 là xấu. Người tuổi Giáp Dần, người sinh năm 1974 là xấu. Người tuổi Bính Dần, người sinh năm 1986 là xấu. Người tuổi Bính Tý, người sinh năm 1996 là xấu. Người tuổi Mậu Tuất, người sinh năm 1958 là xấu. Về phân tích quan hệ xung khắc giữa tuổi sông nhà và năm sông nhà cùng gia chủ Đinh Tị 1977. Thứ nhất là người sông đất sinh năm 1955 là người tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim. Với ngũ hành tuổi sông nhà là kim, nó tương sinh với ngũ hành thổ của gia chủ, bởi vì thổ sinh kim là rất tốt. Về ngũ hành tuổi sông nhà là kim, không sinh không khắc với ngũ hành kim của năm Quý Mão, bởi vì kim hòa kim là chấp nhận được. Về thiên can tuổi sông nhà là Ất, không xung khắc không tương hợp với thiên can đinh của gia chủ là chấp nhận được. Về thiên can tuổi sông nhà là Ất, không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão là chấp nhận được. Về địa chi tuổi sông nhà là Mùi, không xung không hợp với địa chi Tỵ của gia chủ là chấp nhận được. Với địa chi tuổi sông nhà là Mùi, đạt tam hợp hợi Mão Mùi với địa chi Mão của năm Quý Mão là rất tốt, và tổng số điểm là 13 trên 20 điểm là khá. Thứ hai là người sông đất sinh năm 1985 là tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim. Với ngũ hành tuổi sông nhà là kim, nó tương sinh với ngũ hành thổ của gia chủ, bởi vì thổ sinh kim là rất tốt. Về ngũ hành tuổi sông nhà là kim, không sinh không khắc với ngũ hành kim của năm Quý Mão, bởi vì kim hòa kim là chấp nhận được. Về thiên can tuổi sông nhà là Ất, không xung khắc không tương hợp với thiên can đinh của gia chủ là chấp nhận được. Về thiên can tuổi sông nhà là Ất, không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão là chấp nhận được. Với địa chi tuổi sông nhà là Sửu đạt tam hợp, Tỵ Dậu Sửu với địa chi Tỵ của gia chủ là rất tốt. Với địa chi tuổi sông nhà là Sửu, không xung không hợp với địa chi Mão của năm Quý Mão là chấp nhận được, và tổng số điểm là 13 trên 20 điểm là khá. Thứ ba là người sông đất sinh năm 1961 là tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ. Với ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, không sinh không khắc với ngũ hành thổ của gia chủ, bởi vì thổ hòa thổ là chấp nhận được. Với ngũ hành tuổi sông nhà là thổ thì tương sinh với ngũ hành kim của năm Quý Mão, bởi vì thổ sinh kim là rất tốt. Về thiên can tuổi sông nhà là Tân, nó trực xung với thiên can đinh của gia chủ là không tốt. Về thiên can tuổi sông nhà là Tân, trực xung với thiên can quý của năm Quý Mão là không tốt. Về địa chi tuổi sông nhà là Sửu đạt tam hợp Tỵ Dậu Sửu với địa chi Tỵ của gia chủ là rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là Sửu, không xung không hợp với địa chi Mão của năm Quý Mão là chấp nhận được, và tổng số điểm là 12 trên 20 điểm là trung bình. Thứ tư là người đến sông đất sinh năm 1946 là tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ.
Với ngũ hành tuổi trong nhà là thổ thì không sinh không khắc với ngũ hành thổ của gia chủ, bởi vì thổ hòa thổ là chấp nhận được. Với ngũ hành tuổi trong nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của năm Quý Mão, bởi vì thổ sinh kim là rất tốt. Về thiên can tuổi trong nhà là bính không xung khắc không tương hợp với thiên can đinh của gia chủ là chấp nhận được. Về thiên can tuổi trong nhà là bính không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão là chấp nhận được. Về địa chi tuổi trong nhà là tuất không xung không hợp với địa chi tỵ của gia chủ là chấp nhận được. Với địa chi tuổi trong nhà là tuất đạt lục hợp, mão hợp tuất với địa chi mão của năm Quý Mão là rất tốt. Và tổng số điểm là 12 trên 20 điểm là trung bình. Thứ năm là người đến sông đất sinh năm 1970 là tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Với ngũ hành tuổi trong nhà là kim thì tương sinh với ngũ hành thổ của gia chủ, bởi vì thổ sinh kim là rất tốt. Với ngũ hành tuổi trong nhà là kim không sinh không khắc với ngũ hành kim của năm Quý Mão, bởi vì kim hòa kim là chấp nhận được. Về thiên can tuổi trong nhà là canh không xung khắc không tương hợp với thiên can đinh của gia chủ là chấp nhận được. Về thiên can tuổi trong nhà là canh không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão là chấp nhận được. Về địa chi tuổi trong nhà là tuất không xung không hợp với địa chi tỵ của gia chủ là chấp nhận được. Về địa chi tuổi trong nhà là tuất đạt lục hợp, mão hợp tuất với địa chi mão của năm Quý Mão là rất tốt. Và tổng số điểm là 12 trên 20 điểm là trung bình. Thứ sáu là người đến sông đất sinh năm 1991 là tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ. Với ngũ hành tuổi trong nhà là thổ không sinh không khắc với ngũ hành thổ của gia chủ, bởi vì thổ hòa thổ là chấp nhận được. Với ngũ hành tuổi trong nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của năm Quý Mão, bởi vì thổ sinh kim là rất tốt. Về thiên can tuổi trong nhà là tân trực xung với thiên can đinh của gia chủ là không tốt. Về thiên can tuổi trong nhà là tân trực xung với thiên can quý của năm Quý Mão là không tốt. Địa chi tuổi trong nhà là mùi không xung không hợp với địa chi tỵ của gia chủ là chấp nhận được. Địa chi tuổi trong nhà là mùi đạt tam hợp, hợi mão mùi với địa chi mão của năm Quý Mão là rất tốt. Và tổng số điểm là 12 trên 20 điểm là trung bình. Thứ bảy là người đến sông đất sinh năm 1992 là tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim. Với ngũ hành tuổi sông nhà là kim tương sinh với ngũ hành thổ của gia chủ, bởi vì thổ sinh kim là rất tốt. Với ngũ hành tuổi sông nhà là kim không sinh không khắc với ngũ hành kim của năm Quý Mão, bởi vì kim hòa kim là chấp nhận được. Về thiên can tuổi sông nhà là nhâm thì tương hợp với thiên can đinh của gia chủ là rất tốt. Về thiên can tuổi sông nhà là nhâm tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão là rất tốt. Với địa chi tuổi sông nhà là thân đạt lục hợp tỵ, hợp thân cát nhưng lại phạm tứ hành xung, dần thân tỵ hợi là phạm tương hình, dần tỵ thân chống nhau, hung nên cát, hung trung hòa với địa chi tỵ của gia chủ là chấp nhận được. Còn địa chi tuổi sông nhà là thân không xung không hợp với địa chi mão của năm Quý Mão là chấp nhận được. Và tổng số điểm là 12 trên 20 điểm là trung bình. Thứ 8 là người đến sông đất sinh năm 1949 là tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa. Với ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa, nó tương sinh với ngũ hành thổ của gia chủ, bởi vì hỏa sinh thổ là rất tốt. Với ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa không xung không khắc với ngũ hành kim của năm Quý Mão, bởi vì hỏa khắc kim là không tốt. Với thiên can tuổi sông nhà là kỷ không xung khắc không tương hợp với thiên can đinh của gia chủ là chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là kỷ không xung không khắc không tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão là chấp nhận được. Về địa chi tuổi sông nhà là sửu đạt tam hợp, tỵ dậu sửu với địa chi tỵ của gia chủ là rất tốt. Với địa chi tuổi sông nhà là sửu không xung không hợp với địa chi mão của năm Quý Mão là chấp nhận được. Tổng số điểm là 11 trên 20 điểm là trung bình. Thứ 9 là người đến sông đất sinh năm 1947 là tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ. Với ngũ hành tuổi sông nhà là thổ không sinh không khắc với ngũ hành thổ của gia chủ, bởi vì thổ hòa thổ là chấp nhận được. Với ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của năm Quý Mão, bởi vì thổ sinh kim là rất tốt. Về thiên can tuổi sông nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can đinh của gia chủ là chấp nhận được. Về thiên can tuổi sông nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão là chấp nhận được. Với địa chi tuổi sông nhà là hợi, phạm lục xung tỵ xung hợi, phạm tứ hành xung dần thân tỵ hợi với địa chi tỵ của gia chủ là không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là hợi đạt tam hợp, hợi mão mùi với địa chi mão của năm Quý Mão là rất tốt. Và tổng số điểm là 11 trên 20 điểm là trung bình. Thứ 10 là người đến sông đất sinh năm 1969 là tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ. Với ngũ hành tuổi trong nhà là thổ không sinh không khắc
với ngũ hành thổ của gia chủ, bởi vì thổ sinh thổ là chấp nhận được. Với ngũ hành tuổi trong nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của năm Quý Mão, bởi vì thổ sinh kim là rất tốt. Về thiên can tuổi trong nhà là kỷ, không xung khắc, không tương hợp với thiên can đinh của gia chủ là chấp nhận được. Về thiên can tuổi trong nhà là kỷ, không xung khắc, không tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão là tạm chấp nhận được. Với địa chi tuổi trong nhà là dậu, đạt tam hợp tị dậu sửu với địa chi tị của gia chủ là rất tốt. Với địa chi tuổi trong nhà là dậu, phạm lục xung, mão xung dậu và phạm tứ hành xung, tí ngọ mão dậu với địa chi mão của năm Quý Mão là không tốt. Và tổng số điểm là 11, trên 20 điểm là trung bình. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.